Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái tính năng, đó là chúng ta có thể tìm bất kỳ một cái nội dung nào ở trong mục nhắn tin trên ứng dụng Messenger nha. Nếu như các bạn là sử dụng ứng dụng nhắn tin Messenger, các bạn có một đoạn chat rất dài, có nghĩa là chúng ta không bao giờ xóa nội dung tin nhắn của đoạn chat, mà các bạn muốn tìm kiếm một cái đoạn nội dung nào đó ở trong đoạn chat đó, và các bạn không biết là cái đoạn chat đó nó nằm ở đoạn nào, bởi vì cái nội dung nó rất dài, có thể là một vài năm rồi chúng ta chưa xóa nội dung đoạn chat đó, thì các bạn có thể là áp dụng cái cách như sau nha. Rồi, thì đầu tiên các bạn sẽ mở ứng dụng Messenger lên, và các bạn sẽ tìm kiếm một cái đoạn chat mà các bạn muốn tìm kiếm và xem lại cái nội dung mà các bạn đã chat ở trong đó. Ví dụ như là mình bấm vào một đoạn chat bất kỳ, và ở đây thì mình sẽ chọn một cái phần chữ Y đây, mình bấm vào và mình sẽ tìm đến cái mục, mình sẽ chọn đến cái phần đó là tìm kiếm trong cuộc trò chuyện, và mình chọn vào đây. Sau khi mà mình chọn một cái từ, nó là từ Anh, thì nó ra rất nhiều những cái nội dung đoạn chat liên quan đến cái từ Anh này đó, và các bạn có thể là chia ra, nó sẽ chia lần lượt ra, các bạn có thể chọn vào để xem. Và đây chính là cái cách để các bạn có thể là xem lại những cái nội dung tin nhắn ở trong phần Messenger của các bạn mà các bạn không nhớ được là nó nằm ở đoạn nào nha, hoặc là cái đoạn nội dung tin nhắn của các bạn rất dài, thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng đó là tìm kiếm ở trong tin nhắn. Các bạn có thể sử dụng cái tính năng đó là tìm kiếm trong cuộc chuyện này. Các bạn bỏ cái nội dung mà các bạn muốn tìm kiếm, thì ở đây nó sẽ có những cái nội dung, những cái đoạn chat mà liên quan đến cái nội dung tìm kiếm đó. Ví dụ như khi mà mình gõ như này, thì ở đây nó sẽ ra một cái đoạn chat mà có cái từ cái thời gian là từ ngày 3 tháng 11 năm 2021 lúc 20 giờ 53 phút, và các bạn thấy là cái thời gian này nó rất là lâu rồi, và nếu như mà mình vuốt bằng tay thì mình sẽ không biết là đến bao giờ mình mới có thể tìm kiếm được cái đoạn nội dung đó, cho nên là khi mà mình gõ những cái từ liên quan đến những cái nội dung đoạn chat đó thì nó có thể hiện ra, và đây chính là cái cách để các bạn có thể xem lại bất kỳ một cái nội dung đoạn chat nào ở trong phần tin nhắn Messenger mà các bạn không cần vuốt lên tìm, chúng ta chỉ cần gõ cái nội dung đoạn chat đó. Đây, ví dụ như là cái nội dung này thì nó có từ ngày 8 tháng 10 năm 2020 đó, rất là lâu rồi. Và như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể dựa vào cái cách trên để chúng ta có thể tìm kiếm và đọc lại nội dung tin nhắn ở trên ứng dụng Messenger mà chúng ta không cần phải vuốt và tìm bằng tay nữa.